Quang Hải mến chào quý vị và chị em. Kính thưa quý vị và chị em, hôm nay Quang Hải xin giới thiệu đến quý vị và chị em nơi an nghỉ đầu tiên của cha Francisco Trương Vũ Diệp. Nơi này cách nhà thờ Tắc Xạy khoảng 7 cây số, và từ nơi đây đến chỗ mà cái ao mà cha Francisco Trương Vũ Diệp ngài bị chém đầu và bỏ xuống cái ao như vậy, thì từ đó xuống nhà thờ khúc tréo là khoảng 5 cây số. Đây là nhà thờ Phúc Tréo, nơi an nghỉ đầu tiên mà cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được đưa từ cái ao đó đến nơi đây. Và Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và chị em xem nơi này như thế nào.